có bắt được hung thủ không? Tin tức không có nói. Bảo vệ mọi người chuẩn bị xuất phát. Dạ rõ. Sếp tỉnh. Sếp Dư, bác sĩ Phạm. Cách đây 2 tiếng trước, nhận được nhiều người dân gọi điện báo án vị trí đằng trước xảy ra vụ cầm dao giết người. Hung thủ cầm dao tấn công, gây ra 3 chết 4 bị thương. Trong đó có 2 nạn nhân vẫn đang đợi xác định thân phận. Đi coi đi. Ý, người này có vẻ quen lắm đó. Mới lên tin tức gần đây, từ đây về. Sao rồi? Sinh thời nạn nhân cầm dao xảy ra mâu thuẫn với người khác. Vị trí bàn tay và cùi chỏ của anh ta đều có vết bầm, có lẽ khi té xuống đất dùng hai tay chống xuống đất gây ra. Vị trí cánh tay này của anh ta có vết thương mang tính phòng vệ rất sâu, có lẽ là khi bị người ta chém đã dùng tay cản lại gây ra. Còn vết thương trên phần cổ của anh ta là vết thương chí mạng, cắt đứt động mạch cổ, lập tức tử vong. Còn hung khí, tôi cảm thấy có lẽ không phải là hai con dao này. Đồng ý. Vết thương mang tính phòng vệ trên cánh tay của anh ta là vết cắt rất sâu, có lẽ do dao chặt xương gây ra. Nhưng vết thương trên cổ có lẽ do vật nhọn rất sắc bén gây ra. Mặt dao không thẳng đứng, vết máu có hình dạng phun bắn, vết máu dạng phẩy kéo dài theo cùng một hướng, điểm xuất huyết nhất trí. Cô coi đi. Có lẽ là sau khi nạn nhân bị cắt cổ, máu đã phun lên con dao với lại mặt đường. Còn vết máu bên này không phải thuộc về hai nạn nhân này, có lẽ thuộc về hung thủ. Và hướng này chính là hướng thoát thân của hung thủ. Cảm ơn sếp. Sếp, pháp chứng. Cảm ơn nhiều. Giờ tiến hành giải phẫu cho 3 nạn nhân. Xác định thân phận của 3 nạn nhân là Phương Diệu Hải, Tiêu Đại Vệ, Lý Thụ Quyền.
Bác sĩ Phạm, có cần nghỉ một lát không? Không cần, chúng ta tiếp tục. Vết dao trên người nạn nhân chủ yếu tập trung ở phần ngực bụng. Bụng của anh ta có 7 vết dao đâm xuyên nhiều lần. Còn ngực thì có 4 chỗ, tổng cộng 11 vết. Những vết dao này xung quanh 8 chỗ đều xuất hiện vết bầm với hình dạng bàn tay. Theo đánh giá lúc đó, hung thủ đã dùng hết sức cầm hung khí đâm vào cơ thể của nạn nhân gây ra. Trên móng tay của nạn nhân phát hiện có chất màu đen tương tự như sợi quần áo, với lại một lượng nhỏ bột màu vàng chưa rõ. Tin chắc có thể nạn nhân đã quơ trúng hung thủ để lại trên người hung thủ. Bây giờ bắt đầu giải phẫu. Ở xương sườn của nạn nhân phát hiện có 2 vết nứt bị mũi dao gây ra. Lý Thụ Quyền và Phương Diệu Hải, Tiêu Đại Vệ có khác biệt rất lớn. Phương Diệu Hải và Tiêu Đại Vệ đều là một nhát chí mạng, trúng ngay điểm yếu, mất máu nhiều quá nên chết. Tôi có một siêu lực mạnh dạng. Có phải anh muốn nói có thể hung thủ không quen Phương Diệu Hải và Tiêu Đại Vệ không? Nhưng với Lý Thụ Quyền thì có thù. Cô nghĩ chúng ta có đoán trúng không? Chuyện này giao lại cho trọng án điều tra. Bình thường mà nói, dùng đầu dò rất khó đo được độ dài thật sự của một món hung khí. Bởi vì khi hung thủ giết người, họ hiếm khi cầm cả món hung khí đâm vào cơ thể của nạn nhân. Nhưng mà vụ án này, xung quanh vết thương của Lý Thụ Quyền có rất nhiều vết bầm với hình dạng bàn tay. Có nghĩa là khi hung thủ đâm cả món hung khí vào cơ thể của anh ta, cán dao chạm vào da của nạn nhân để lại vết bầm. Trên người anh ta có tổng cộng 8 vết thương có vết bầm như vậy. Có nghĩa là hung thủ đã dùng hết sức đâm vào cơ thể anh ta. Từ đó có thể suy đoán được hung khí đó có lẽ là một cây lưỡi lê quân dụng gọn nhẹ. Còn chuyện tại sao hung thủ không chút nương tay như vậy đâm liên tục vào Lý Thụ Quyền, động cơ chưa rõ.